Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái bán ngọc của vị tướng Taiga. Thì cái vị tướng Taiga đợt này thì mình sẽ làm là chủ yếu là mình lên thủ á mọi người. Dành cho đi top hay là đi bảo kê AD thì mình cũng lên ngọc dành cho thủ luôn nha. Để gia tăng cái sức chống chịu của vị tướng này. Và đặc biệt gia ta mùa này thì mình sẽ là đi thủ hết. Mình sẽ lên bán ngọc cho vị tướng này là công vật lý cộng 9, giáp là cộng 23, máu tối đa là 787, xiên giáp là cộng 64. Tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 10% nha. Thôi đây mình sẽ đi vào bán ngọc nha mọi người. Đầu tiên thì khi chơi ra Taiga đó mọi người, thì mình sẽ lên là 10 viên ngọc đỏ, giáp, máu tối đa và tốc đánh. Còn ngọc tím á, thì mình sẽ lên là máu tối đa, tốc chạy và hồi máu nha. Ở đây thì mình sẽ lên theo hai cách. Một á, thì mọi người có thể lên công vật lý và xuyên giáp để tăng sát thương cho nó nha. Còn không thì mọi người có thể lên cho mình là giáp và giáp phép cũng được nha. Giáp giáp phép là cộng 5 á, mỗi cái mọi người thì lên vậy cũng được không sao nha. Còn về cái phần trang bị á, thì mình sẽ lên như sau. Thì khi chơi Taiga đó thì chiếc đầu tiên mình sẽ lên chiếc giày kiên cường. Món thứ hai mình sẽ lên một món thủ, đó chính là cái giáp thiệp sĩ á mọi người, để làm giảm tốc đánh của tướng địch luôn. Món thứ ba thì mình sẽ lên cái giáp Gaea. Cái món thứ tư mình sẽ lên cây rìu Higua nha. Món thứ năm mình sẽ lên cái món khiên thất truyền. Và cuối cùng thì mình lên cái giáp khốn khổ nè. Cái trang bị này á, là cái trang bị mà dành cho tem bạn là sát thương đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật nha. Khi mà mình lên đủ đồ, mình full đồ á mọi người. Khi mà mình full xong thì mình bán giáp hiệp sĩ đi, mình mua cái khiên huyền thoại nha. Hoặc là mọi người có thể lên cho mình là cái nhâm thửng để chịu sát thương. Nếu mà tem bạn mà sát thương cao quá đó thì mình lên cái này nha. Còn trường hợp mà tem bạn á mọi người, mà cái tem bạn mà pháp thư nó nhiều hơn, tức là sát thương pháp thư nó mạnh á, thì mọi người lên thẳng cho mình cái huy chương trôi ở cái món thứ hai này luôn nè. Đó, mà nếu chưa được nữa thì mình lên giáp Gaea luôn. Thôi vậy mình lên ba món này đi nha. Ba món thủ về phép gì như vậy di tướng này nó sẽ trâu hơn. Còn ai dăng cái món khiên thất kèn và cái giáp khốn khổ á thì mình sẽ giữ nguyên, còn cái diều Higoa thì mình cũng giữ nguyên luôn. Còn trường hợp mà mình muốn chơi tốt chút xíu nữa mà thoát chiến mà hồi máu á mọi người, thì mình lên chỗ cái diều mình thay cho cái phù chú trường sinh cũng được. Còn trường hợp mà tem bạn mà sát thương vật lý nó cao nha, mà sát thương pháp sư nó thấp á, thì mọi người hãy lên cho mình theo kiểu này nha. Cái giáp hiệp sĩ nè, giáp cái A. Tiếp theo mình sẽ lên ở đây là đó, cái khiên thất kiện nha. Rồi mình lên cái giáp khốn khổ luôn. Cuối cùng thì mình sẽ lên cái nhâm thửng nè. Nhâm thửng phù chú trường sinh. Đó, mình sẽ thay phiên nhau. Thì đây là cái phần trang bị dành cho vị tướng Taiga. Còn về các phù hiệu thì phù hiệu mình sẽ chọn phù hiệu siêu hồi máu và cái phòng bị rất là tốt. Thì phù hiệu này mình sẽ chọn cái mộc giáp, nó rất là mạnh cho Taiga mùa này nha mọi người. Đặc biệt nó rất là trâu luôn. Khi mà chọn được cấp hiệu mộc giáp này á, sẽ giúp cho Taiga gánh chịu được sát thương sẽ cộng dòm, mỗi giây sẽ tính một lần, trong 5 giây đủ 4 lần á, giúp bản thân là miễn khống chế trong 5 giây luôn và gây sát thương phép bằng 2% máu tối đa nha. Còn về dưới đây thì mình sẽ chọn cái màu đỏ. Ở đây thì mình chọn cái hồi phục nha. Khi mà mình chọn hồi phục á, sẽ giúp là khi mà hạ được tướng địch á, sẽ hồi phục được 9% máu và 15% năng lượng. Ở đây thì mình chọn cái màu xanh này. Ok, đúng rồi. Ở đây thì mình chọn cho vị tướng này là cái bảo mệnh nha mọi người. Sẽ giúp cho vị tướng này á thì hồi máu rất là nhiều. Hồi máu trong giấy mắt luôn á. Nên là mình sẽ ưu tiên chọn cái này nha. Taiga thì mình chơi á, cần phải hồi máu nhiều nha. Thì đây là cái phần chia sẻ về bán ngọc trang bị của vị tướng Taiga nha. Thì khi kết thúc video thì mọi người có muốn làm vàng ngọc của vị tướng nào á, thì mọi người cứ comment bên dưới. Mình sẽ làm ngọc theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.